Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cái máy cắt cỏ nha. Cây này nó đến từ thương hiệu của Mitsubishi nha các bạn. Chữ Nhật không ha. Và nó có cái tên riêng là TL231. Cây TL231 này nó có cái đồng là 31 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 23cc. Nó sở hữu một cái chụp giật trợ lực nha các bạn. Còn mới tinh luôn, chét luôn ha, như đập thùng vậy các bạn. Nó chạy cái nắp xăng kính nha, dòng đời sau này 23261 nó nắp xăng kính các bạn. Ở đây là cảnh báo mình nè ha, khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt đây các bạn. Với tỷ lệ khoảng 50cc trên lít cho đến 70cc trên lít nha các bạn. Với tỷ lệ đó thì máy mình chạy rất là ổn ha. Ở đây mình đã hướng dẫn nhiều năm cho bà con xài rồi, rất là ngon. Mình thường xuyên chạy máy lớn thì mình tăng nhớt lên 60 70 ha. Nó sở hữu một cái chế quạt khí quanh rồ các bạn. Chụp giật trợ lực chế quạt khí quanh rồ. Đây nòng nó đây, các bạn thấy rất là đẹp ha. Chụp giật của nó nè. Dây giật của nó. Mới đét luôn các bạn. Chế quạt khí quanh rồ e tự động nha các bạn. Đây bật eo vậy ha, mình lấy tay đá lên nó bật lại hoặc là mình lên ga nó cũng bật lại nữa, cho nên mình gọi là e tự động ha. Đây có cái kim chỉnh tốc độ cao ha, chỉnh xăng đầu vào. Chỉnh cái kim này vô càng sâu thì nó càng bốc dữ nha. Sâu quá thì nó thiếu xăng không chạy lên ga nổi. Mình cho nó bốc hết mức, mình dặn vô từ từ cho nó bốc hết mức, dặn ra cỡ nửa tua là vừa các bạn. Bốc hết mức có nghĩa là mình lên ga nó bị thiếu xăng đó các bạn, là nó bốc hết mức rồi đó. Rồi ở đây, trên đây có cái kim chỉnh tốc độ thấp nha các bạn, để chỉnh tốc độ cầm chừng và nhạy nổ nha các bạn. Cây này chỉnh sai là không nhạy nổ nha. Hai cây này chỉnh sai nó đều ăn xăng hết nha các bạn, chỉnh sai nó đều ăn xăng hết. Các bạn quan sát xem tem nè, mới chét như đập thùng các bạn. Ở dưới dưới nắp nó có Made in Japan nha các bạn. Đây để mình cho các bạn xem chữ Made in Japan của nó đây ha. Đây Made in Japan ha, rất là uy tín luôn ha. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra để xem ha. Các bạn quan sát cái tum của nó nè, ốc vàng ngính luôn, vàng màu vàng rất là đẹp luôn nha các bạn. Các bạn về các bạn sở hữu máy rồi các bạn về các bạn xem cái màu vàng nó mới như đập thùng các bạn. Ở về phía vô lửa nó đó các bạn, trắng tinh luôn, tinh một màu. Ở đây nó có cái này mình gọi nôm na là cái thẻ bài của nó các bạn, ghi số quân và tên tuổi ha. Tên là 231 nè. Này số quân của nó 075019. Nó là 31 ly nha các bạn. Đây, các bạn nhìn xem ốc nó vàng ngính nha. Vàng một cái kinh ngạc luôn, nó mới. Tất cả ốc này đều vàng hết các bạn. Tinh luôn. Tới móc dây đeo hình như nó chưa có móc nữa. Rất là đẹp luôn ha. Tay ga chẳng tinh luôn. Tay ga có tích hợp công tắc nha các bạn. Tích hợp công tắc, tay ga rất là nhẹ nhàng luôn. Các bạn. Rất là nhẹ luôn. Chân tuột luôn. Cái ghi đông này ở đây mình có thể chỉnh được nha các bạn. Ghi đông chỉnh được. Ghi đông tổng thể ghi đông của nó uống sừng trâu, nhìn cho cái lực kéo mà nó mạnh thêm đó các bạn. Nó dời điểm này ra ngoài ha, nó dời điểm này ra ngoài và nó cong cái tay cầm mình vô trong để cho mình cái lực kéo mình tăng lên nè các bạn. Không phải vô tình mà nó làm cong vậy đâu, nó làm cong để cho lực chém của mình mạnh hơn các bạn. Đây các bạn nhìn xem, quan sát xem cái cần láp của nó nè, đẹp như mơ luôn ha, quá đỉnh luôn. Cần láp của nó là quá đỉnh luôn. Ranh giới hạn ha, giới hạn cái chăn cỏ. Đây, chăn cỏ của nó các bạn.
cùi nè, cùi cỏ siêu chống dính cỏ ha. Còn bót các bạn, lăn không quay nhanh được á, còn rất là bót luôn ha, do mỡ bò nó còn rít đó các bạn. Em re mà rít rít là do mỡ bò nó đặt ở trong đó các bạn, bạc đạn rồi nó cũng còn khít kheo. Ở đây có chống mai mòn các bạn, chống mai mòn ha. Đấy, chống mai mòn nó giữ cho con ốc này không bị mòn các bạn. Cùi mét in xe băng luôn đây các bạn, quá đỉnh luôn, mới như đập thùng các bạn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên máy nguội thì mình cũng bơm xăng các bạn, đóng e và lên ga thì máy rất là nhạy nổ ha. Nó ho lên một tiếng mình mở e ra mình giật tiếp thì nó sẽ nổ, còn nếu mà nó lên xăng sẵn rồi đã giật nổ rồi thì giật tiếp thì nó sẽ nổ thôi ha. Rồi để mình giật thử cho các bạn xem trợ lực này các bạn. Okay. Nghe hơi rất là đã ha. Ha, mạnh tí là nó nổ luôn đó các bạn. Tắt nha các bạn, giật lại nha, tắt nha, giật lại nha, tắt nha. Giờ mình lên ga lớn cho các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Mitsubishi TL231 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.